Xin chào các bạn, thì phía trên mình đây đang là cái camera an ninh ngoài trời có tên là EasyVid CB-X. Thì nó là một trong những cái camera an ninh được trang bị cái camera kép đầu tiên. Ngoài ra nó còn có những cái tính năng về bảo mật khác nữa mà trong video này mình muốn chia sẻ cho các bạn về kỹ hơn về CB-X nhé. EasyVid trước đây họ làm ra rất là nhiều sản phẩm camera an ninh sử dụng trong gia đình nè, trong công ty, trụ sở hay là những cái cửa hàng gì đó. Thì cái CB-X là một trong những cái camera an ninh mới. Cái tính năng nổi bật nhất đó chính là nó được trang bị cái ống kính kép camera. Các bạn thấy ở đây có ống kính kép 20 megapixel thì nó có tác dụng sẽ hỗ trợ cái việc mà hiển thị và ban đêm sẽ tốt hơn. Tức là trước đây chúng ta chọn mua những cái camera an ninh thì chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ về những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là nó có thực sự bền bỉ không khi mà đặt ngoài trời. Thứ hai là nó có thực sự bảo mật và giúp chúng ta chống trộm hay không khi mà nó có thể báo ngay lập tức khi mà có những cái chuyển động lạ trong cái vùng mà chúng ta muốn quan sát. Thứ ba là nó có hỗ trợ nhìn tốt về ban đêm hay không. Thì cái CB-X này nó hầu như là giải quyết hết các cái vấn đề băn khoăn đó của người dùng khi mà chọn mua một cái camera an ninh đặt ngoài trời. Thì nói về cái ống kính kép của cái chiếc camera này, nó bao gồm hai ống. Thì một ống để ghi lại thông số hình ảnh môi trường, còn cái ống còn lại thì để ghi lại màu sắc và hình ảnh, sẽ kết hợp lại với nhau sử dụng một cái thuật toán để mà nó có thể đưa ra những cái hình ảnh so sánh vào ban đêm được tốt hơn. Thì nó sẽ tốt hơn là những cái camera an ninh thông thường sử dụng cái đèn led để rọi vào ban đêm, thì có những phần mà nó quá sáng hoặc là có những phần nó quá tối. Cũng như là những cái camera mà sử dụng đơn sắc nhìn vào ban đêm á, thì nó sẽ không nhìn rõ được những cái chủ thể nếu mà chúng ta cần quan sát. Thì với cái ống kính kép này sử dụng thuật toán đó thì nó sẽ giúp việc hiển thị vào ban đêm tốt hơn, cũng như là xem trên màn hình smartphone của chúng ta sẽ tốt hơn khi mà chúng ta muốn theo dõi gì đó. Thứ hai là chính vì CB-X là một cái camera đặt ngoài trời cho nên là nó rất là bền bỉ và nó được tích hợp cái tiêu chuẩn chống nước, chống bụi IP67. Nên mình đặt ở ngoài trời như thế này đây, gắn vào một cái cây. Khi mà các bạn mở hộp về chỉ có ba con ốc và các bạn gắn vào những chỗ mà các bạn muốn quan sát ở cái vùng đó. Nhưng mình đang đặt ở một cái cửa cà phê tinh tế nơi mà có rất là nhiều người quay lại hàng ngày để mà mình có thể dễ theo dõi. Ở đây có hai cái anten và ở phía dưới cái camera này sẽ có một cái nắp. Các bạn mở này ra sẽ để được một cái thẻ microSD ở phía bên trong hỗ trợ lên tới 256GB. Thì các bạn chỉ cần cắm nguồn cho nó và các bạn có thể kết nối wifi với nó qua cái ứng dụng EasyVid mà các bạn cài đặt trên cái chiếc smartphone của các bạn. Cũng như là có thể sử dụng wifi hoặc là dây mạnh LAN gì đó mà các bạn có thể cắm trực tiếp với lại cái camera EasyVid này. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề chống trộm. Thì cái camera an ninh này á, các bạn có thể set up nó trên một cái app tên là EasyVid. Và tại đây các bạn có thể đặt những cái vùng mà các bạn muốn quan sát đặc biệt. Tức là các bạn sẽ có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là các bạn có thể vẽ cái vùng mà các bạn cần quan sát đặc biệt bằng tay trên cái chiếc smartphone của các bạn. Thứ hai là các bạn vẽ theo một đường thẳng theo hướng đi đó, tùy các bạn. Thì khi mà quản lý cái camera thì chúng ta có thể hoàn toàn quản lý nó trên cái app EasyVid đặt trên smartphone. Thì khi các bạn mở app lên thì nó sẽ pair sync với lại cái camera này. Và các bạn có thể theo dõi trực tiếp là những gì mà thông tin camera đang ghi lại. Các bạn theo dõi trên đây, cùng qua đó là có âm thanh để nó thu vào qua microphone tích hợp trên cái camera này thông qua cái chiếc smartphone của các bạn để các bạn có thể nghe được trên đây luôn. Thì cái giao diện rất là đơn giản. Thứ nhất là cái video history. Tại đây các bạn có thể theo dõi được những cái thước phim trước đó mà camera có thể quay lại. Thứ hai là các bạn có thể chụp màn hình lại, snapshot này, record màn hình này, record cái phần camera thông tin này và nó sẽ đưa vào cái thư viện smartphone của các bạn. Thì cái thứ tư là cái speak. Thì cái này có cái icon microphone để mà các bạn có thể đàm thoại trực tiếp thông qua cái camera này. Ví dụ như các bạn đang có một người nào đó đi tới nhà các bạn và các bạn muốn trò chuyện với họ thông qua cái camera này thì nó sẽ có mic hai luồng để mà các bạn nói và họ cũng có thể giao tiếp được qua cho các bạn nghe. Cái thứ năm là cái active defense. Thì cái này nó sẽ thông báo khi mà có một người lạ nào đó vào nhà các bạn hoặc là vào một khu vực của các bạn mà các bạn có tính khả nghi thì các bạn sẽ bấm vào cái active defense này. Đó, các bạn nghe không? Thì nó sẽ thông báo liền loa đó để mà cái đối phương mà bạn đang hoài nghi đó có thể chú ý hơn đó, rằng nơi này đang có camera rồi. Và cái thứ sáu đó là cái definition. Thì cái này để chọn chất lượng hiển thị thôi, không gì hết. Thì để các bạn có thể thiết lập vùng an toàn để mà camera có thể xác định được xe cộ hoặc là con người trong cái khu vực vùng an toàn đó, thì các bạn sẽ chọn vào một setting bằng cái bánh răng cưa ở phía trên tay phải của app. Các bạn vào đây và các bạn chọn vào cái alarm notification. Thì tại đây các bạn kích hoạt nó lên thì các bạn có thể vẽ được cái vùng mà các bạn muốn bằng cách chọn vào cái draw detection area hay là cái line crossing detection á.
thì các bạn có thể chọn vào cái vùng đó. Sau đó các bạn có thể cho cái camera này có thể nhận biết được người, nhận biết được phương tiện, hoặc là nhận biết được cả hai người và phương tiện luôn, để mà khi mà có người hoặc là phương tiện lạ nào đó vào cái khu vực của các bạn thì cái camera này sẽ lập tức báo lên cho các bạn biết, đồng thời là gửi đến cái thông báo trên cái chiếc smartphone của các bạn, để mà các bạn có thể theo dõi được là ai đang đến nhà các bạn, ai đang đến cái khu vực mà các bạn đang muốn quan sát. Tính năng này nó sẽ hợp với lại những ai mà đi xe nhiều ngày. Ví dụ như các bạn gắn ở ngoài nhà của các bạn đi xe, các bạn tin rằng là trong nhà các bạn không có bất cứ ai đi qua đi lại, thì khi mà dùng cái tính năng Alarm Notification này xác định được cái vùng chuyển động đó, thì khi mà nhà của các bạn có người lạ vào thì nó sẽ lập tức báo lên cái đèn cũng như là về cái chuông cũng như là cái tiếng động trên cái camera này thông báo đó, để gây cảnh báo cho cái người để đi vào cái vùng nhà của các bạn, cũng như là gửi đến thông báo cho smartphone của các bạn để theo dõi trực tiếp bên đây. Thì đây là một cái hay của cái CBS này, tại vì nó sẽ giúp cho các bạn theo dõi trực tiếp được luôn, thay vì là cái việc mà một cái camera an ninh chỉ để quan sát, lỡ mà có vấn đề gì rồi thì chúng ta xem lại thì nó cũng không có tác dụng giúp được gì nhiều hết. Thì qua đó trong cái mục cài đặt còn có những cái mục khác, như ví dụ như chọn wifi nè, chọn về cái mức lưu trữ cloud này, thì cái phần cài đặt đó thì mình sẽ nói sơ qua. Thì chúng ta có thể thiết lập được wifi trên đây, có thể tùy chọn wifi khác chẳng hạn, hoặc nếu như các bạn cắm LAN thì không phải quan tâm nữa. Cũng như là thiết lập về cái cloud lưu trữ, có thể lưu trữ qua cloud trên cái ứng dụng, hoặc là lưu trữ qua cái thẻ SD mà các bạn đã cắm trên đó. Cùng với đó là chọn những cái vùng hình ảnh được mã hóa nè, để mà bảo mật thông tin hơn, cũng như là có thể mở cái tính năng là nhận thông báo khi mà điện thoại đang offline, đang không có mạng. Thì mình nghĩ thì khi mà các bạn mua camera này về và có nhiều thiết lập như vậy thì nó sẽ thông minh hơn, nó sẽ giúp chúng ta tăng cường tính bảo mật hơn trong quá trình sử dụng bình thường. Thì theo cảm nhận của mình về cái chất lượng hình ảnh hiển thị trên cái camera CBS này nó rất là tốt, cũng như là những cái vùng sáng nó không quá bị cháy vào ban ngày, cũng như là về ban đêm á thì nó tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái camera an ninh mà hiển thị buổi tối mà mình đã từng nhìn qua, từng biết qua. Thì với cái camera kép này đó thì nó đã giúp cho cái việc mà chúng ta có thể theo dõi quan sát về đêm nó tốt hơn rất nhiều. Và mình nghĩ trong tương lai hai camera sẽ là hứa hẹn cho những cái camera an ninh về sau nói chung. Rồi thì đó là những gì về EasyVid CBX, thì chi tiết hơn mình sẽ để trong phần bài viết của mình trên diễn đàn tinh tế.vn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.